Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay sáng cuối tuần, hai vợ chồng dậy rồi mình nướng được một miếng heo quay, giòn lắm, kêu cấp cấp. Hôm nay thì là có đi qua nhà hai người bạn là Sơn Chi, tất nhiên có Hà với Dũng ghé chơi nữa. Hôm nay có một cái bữa tiệc đặc biệt, là gì đó gì? Là gia đình Sơn với Chi á là chia tay tụi mình. Sơn có công việc mới ở trong Melbourne á, là gia đình Sơn với Chi sẽ chuyển vô Melbourne sống. Cũng hơi buồn, nhưng mà nói chung công việc của Sơn tốt hơn, Sơn di chuyển, do đó bây giờ cả nhà mình qua nhà Sơn chơi ăn bữa cơm cùng với gia đình của Sơn, với hai vợ chồng Dũng Hà nữa. Bà xã cũng nấu ít chè đằng sau á, chè tiếp tục nấu món chè kinh điển trong mùa này là chè xoài. Bây giờ mình chạy qua nhà Sơn ha, mời cả nhà mình đi với Race. Hôm nay không có chở bạn dâu đi sinh nhật rồi, chiều mới gặp lại bạn dâu được. Ok. Giờ đi sinh nhật. Thơm ghê. Này mình là xử lý tối hôm qua tới sáng nay, bỏ tủ lạnh lấy ra nướng thì nó sẽ rất là giòn ha. Chè đây, rồi bỏ vô xích đi. Có cả thịt là nữa này. Bây giờ mình xếp vào thì là hơi khó đấy. Để xếp vào dưới. Không là mình xếp cái này bên này, bên dưới. Cái này xếp lên thì nó nhìn nó đẹp hơn. Toàn cảnh bức tranh hôm nay đó. Tiệc này giống là tiệc Christmas luôn ha. Tiệc Christmas. Tiệc Christmas. Mời cả nhà ăn tiệc Christmas cùng với hai gia đình. Ba gia đình nhé. Rồi đây sẽ còn có hai thôi ha. Rồi đây sẽ còn hai thôi. Sơn lại theo dõi YouTube. Rồi sẽ còn. Mấy người em coi YouTube quay. Sắp được mở tính tiền rồi. Bao nhiêu rồi mở tính tiền đi? 1.000. Rồi nên tính tiền rồi. Sắp giàu tới nơi rồi. Anh được 1.000 cho nó đổi đi, nó đổi lực mới 1.500. Đổi chưa? Bà con coi kênh YouTube của mình nhớ đăng ký cho mình nha. Giờ 800 mấy người à, mà còn 250 người nữa mới được 1.000. Chị trêu hả? Làm việc mài á. Nhớ kêu bà con dòng họ, người thân cả làng mình ủng hộ nha. Mới biết được cuộc sống của người dân Tasmania. Nó phong phú liền nào. Không, thấy mình cầm súng bắn. Sao nói gì chứ, đừng nghĩ mình món gì nữa. Nhức đầu thì đó ha. Mình phải ăn, mình sẽ nghĩ là không những mình thích ăn mà mọi người phải ăn được nữa. Mà nấu ra còn nếm thêm ngon hay không ngon. Đồ sống. Bảo đó hôm đấy mà có gì nhở? Có mù tạt. Có cả với Linh Quất luôn. Em nghĩ là mọi người đều ăn được món sống. Thì thèm mãi đúng không? Rồi tiếp tục mở lòng. Giờ này mày hì hục nấu ăn nữa trời ơi. Chip nè, mấy nhỏ ăn chip cho nó nóng con nè.
Thế chị? Hả? Được. Rồi, chip đâu lắm, có chơi rằng lâu lắm. Được. Chơi. Chip. Ready. Đây nè con, để đâu ăn, cầm để đâu ăn đi. Đâu ạ, chín rồi. Cho hai quả hết. Đây. Dạ sang vòng vòng đi hết. Nặng thế nhờ. Đây hồi đây là quay phim đó. Cấm giờ đấy. Cấm à, chứ giờ đấy đi vô viên ra. Nhà mình lên phim mà. Nhà mình lên phim nó bị cấm giờ đấy vô viên ra. Nữ hoàng trình bày. Cho này trình bày cái trình bày gì đây? Đây gọi là nghĩa hình gì mình xếp hình đấy. Nghề đừng sắp đặt. Không có sắp đặt gì hết trơn. Chẳng qua là xếp sao cho dễ góc đó. Chè bỏ tủ lạnh chưa? Lớp lớp. Lên nắp này em cho nó sạch đi. Đây, chờ cả gia đình mình xem cái vườn của Sơn ha. Sơn có nhà, có cái vườn rất đẹp. Cây cối rất là nhiều. Nha. Nhà này ở location cũng rất là tốt nha cả nhà. Tại vì cái đây là cái khu vực này có trường học rất là tốt. Cái cây này nè, vào mùa thu rồi nó lá nó vàng rực rất đẹp luôn. Mình về mình sẽ trồng ở nhà mình một vài một. Hồi nãy mình xin đi gốc rồi. Đó. Đó. Nhìn mát mẻ ha. Bách ra cái này là cái bách ra. Ok. Rồi. Đẹp chưa? Cũng ok hả? Lên mâm nè, lên mâm. Bớt vô viên chưa? Gọi em gọi là Machi đó. Này nghe là cách gọi là Machi, Machi làm được hả? Machi là một á, xì dầu Machi nước tương là một. Machi là một hãng xì dầu. Ờ, giống như gọi xì Honda là xe máy. Đúng rồi, cái này thì em không biết bởi vì rằng là em không. Chứ xì dầu là cái gì nữa? Xì dầu, xì dầu là xì dầu hả? À? Xì dầu là cái gì nữa ta? Nước tương xì dầu là một trong miền Nam. Đấy. Hôm nay dọn ra đây cái này có view đẹp nè. Nãy thấy nắng mà thấy mát rồi giờ nắng nắng á nha. Ok, mùa hè mà. Rồi. Yeah, bờ tự nhiệt đới này, khu rừng nhiệt đới của chúng ta. Đây là ba nhà đi resort đó. Thôi mà cái nhà uống bia với gia đình nha. Hôm nay một cái buổi tiệc với lại Sơn, với lại Chi, rồi với Dũng với Hà. Đó. Chức qua cầu. Con lấy sữa nha. Lấy chứ, pha mà. Barbecue sauce này. Đây. Đây, để đang đây cái shop này mình có chờ cho TV đây đây. Bi gì bi gì. Đây là ai ăn đây là cho ra bán này em ơi. Bán này em ơi. À sao đây. Anh này bên trong nó ấm nắp. Hấp dẫn quá. Super yum 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 yum. Rồi. Oh. Thiếu một con không thích. Ừ. Sau này ăn cùng với cái gì? Thì có rau thôi. Thật ra là có. Thật ra không cần ăn. Ok, thế thì lấy nước anh á, để cho nó rộng rãi. Vâng, vâng, ok, hợp lý. Khi nào cần ăn thì lấy vô. Đây nè, cái sao này nữa nè, ai làm gì đó? Ăn chung cái bún như rau. Món Việt Nam này đúng là người ta cuốn với cải với hành với rừng tươi á. Có cái chai. Thế mẹ đừng trộn. Đó, cái dầu sơn lên.
nó cay quá xíu nữa. Đợi ăn thì mấy chỗ nó còn cay hơn. Xì dầu ấy. Mẹ mẹ không nên thử. Tempura, tempura. Chiên cơm hả? Cái món này nó tươi, cái vị nó fresh. Ok. Thử miếng này nha. Nhiều vị nó ăn nấm rất ngon. Món này gọi món gì? Tempura, tempura. Tempura. Là tẩm bột chiên giòn đó. Dạ, chẳng có cái gì mà. Tiếng Nhật đó. Đó tiếng Nhật. Mình phải nâng cấp nó lên ha. Nâng tẩm lên nha. Ok, ăn món. Nâng tẩm. Ăn món tempura nha. Ăn mới mà ăn mời cả nhà muốn tôi ra tôm chiên bột. Đúng rồi, khi mình đặt cho nó một cái tên là nó lên một tầng, nó lên một cái tầng đòn kiểu như gà không nối toát hay là phượng hoàng lửa gì đó. Ừ. Phục bà Linh bán dầm cay tôm chiên. Ừ, nó là tôm chiên. Bao súng đâu rồi? Thì dây nó ăn cái này được mà em à. Này, chiếc kia chiếc này Việt Nam ạ. Nó chiếc này Việt Nam ăn được. Ok. Gọi là gì? Chiếc này nó kiểu Việt Nam. Đây ơi. Chai này cháu của mình đó. Chai này ngon hơn. Cái chai này của anh phải không? Dạ. Em không biết. Chai nào ít còn ít đó của anh. Còn của Linh. Đây chiếc này con. Thôi con ngồi đi. Cảm ơn tuna ngon ha. Cái texture của nó dai nha. Tuna ngon. Có quá mấy con tuna đấy. Muốn đâu vậy? Khi mà. Khi mà. Sao ơi, bố nó có bluefin ấy, nó báo lên trên. Khi mà là cái chỗ cửa hàng ở chỗ tuna nha các người nha cả nhà. Cái như đại người đại dương á. Ờ. Thịt nó dẻo ha. Ừ, đúng. Mấy lần em ăn em không ấn tượng lắm. Hải sản mà anh bảo ấy. Đúng rồi, đây có cái đó chứ cái nào đâu. Đâu? Ở chỗ kinh mình đầu vậy? Đúng rồi. Sam ơi, bố ơi, bố đưa cho Sam. Cái tảo biển này cũng ngon này. Món này đúng ra là món này mà đãi nhẹ nhàng. Nó giống biển. Ai ăn từ những người không sống được thôi, nhưng mà ăn này. Nhanh gọn lẹ. Anh Sơn mua. Anh Sơn, cái món tảo biển là họ như thế sẵn rồi hay là anh sẵn rồi. Có bán ở xin qua đấy mẹ. Tảo vậy ạ. Trong biển. Đây, ngon lắm. Cá hồi. Hajimi cá hồi và tôm nọ. Ngon lắm ạ. Vâng, ngon lắm, chị ăn đi. Em làm cho chị một miếng nhé. Dũng cảm lên. Thông tin hả? Uống với bia. Thông tin là mình làm ngon hả? Nếu chị cảm thấy cũng sợ thì uống với bia. Đúng rồi, miếng gừng nữa. Lại bảo là lại làm cho cả nhà mất con bây giờ. Uống năm chai. Đùa mình đang ngon, cho bà ấy thử xong bà ấy làm như là. Tà mù. Có đủ để mở ca ca siêu. Tà mù mấy đó, ta tới tà mù mừng luôn. Ta giống như ta dọn bớt cho anh nhà mình bán đỡ phải đổ. Ta thích đồ dùng được mà. Ừ. Đồ là đồ cũ, mình ít dùng nhưng thật ra với nhiều người ta cần đó. Cái này cũng ngon nè, ha. Ăn vô nó hợp. Đó, đúng không? Gia đình tiến tới không? Nữa không? 97 bao nhiêu? 139 á. 29. Phải không? Đây. Vào. À vô đây xua cho đâu cửa tiệm. Hả? Cửa tiệm thiệt đó. Thiệt lắm hả? Ok rồi. Mấy tiền à? Dạ. Mua bánh cho chị hết rồi. Hello. Sao nè. Cảm ơn. Ngày cuối rồi mấy đến gặp. Dâu. Dâu. Dâu qua đây chơi chắc cũng nhiều lần lắm rồi. Này gặp đầu tiên nhưng mà bạn bè thì gặp suốt. Bạn bè dài mặt rồi. Vui cả nhà. Nhà Tiến với lại Giang cũng qua chơi luôn. Hôm nay là chủ nhật Tiến Giang đóng cửa tiệm luôn á. Trời lớn rồi. Vậy là lát nữa tiệm là nó đi luôn á. Có không? Có thể là bạn này đến nhà anh Bảo không có chồng. Không biết cùng. Đến hồi vậy ha. Về nó đến nhà mình chơi hoài mà không có chồng. Không có tiếng. Lộ hết rồi. Cho lên. Cho lên bầu trời Tasmania cho tao biết hết luôn. Ngồi vô em, ngồi em, ngồi đợi. Lát mấy nhỏ này xong mới chạy chơi rồi lát mình có chỗ à.
Anh ngồi vào trong để bác bảo bác còn quay phim. Kể đó làm sao? Rồi đi. Vô nè. Vô. Vô nè. Mừng gặp mặt rồi, đi đây. Vô. 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 Tại nhập con rồi đó. Là thất thoát, thất thoát con nhỏ hôm nay 4:30. Ồ. Thôi giờ mở cửa. Nãy giờ 500 rồi. Đây, ngồi đây. Ok, ngồi đó cũng được. Rồi. Đó. Hôm nay ăn món rất là đơn giản. Đi theo hướng Nhật Bản. Của bạn á. Của bạn á. Lung tung nãy giờ. Không biết rồi. Không đủ ra thôi, đủ. Chắc là đủ ra đây hả, à, đủ 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 không đủ 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 Không cần, không cần. Ăn đi, đủ chén cá chưa? Ừ. Ok, lúc này quốc cái ăn cái này sớm để là lâu ở ngoài nó meo ấy hết á. Đây xin lỗi đại mấy nghe, xin lỗi. Mình ăn nha. Tiền gan, bỏ đây đúng không? Đây là sơn, sơn chi. Chi, sơn. Sơn chi. Hà. Hà, Dũng. Dũng. Bà Linh. Dũng đi gặp ngày xưa ở đây nè, học rồi. Hả? Chị Hà đi gặp. Tên đẹp con Dũng Hà. Hồi đó. Ừ. Đôi đôi á. Rồi đó gặp Dũng Hà lần đầu là nghe cái là nhớ luôn, tụi mình nhớ cái cặp Dung Hà. Là nhớ là nhớ luôn à. Mình sửa sửa chút xíu là Dũng rồi. Dung Hà đánh đánh bị vậy hả? Người con dấu người ta dễ hiểu nhầm. Đúng rồi, đúng vậy mà bọn em cũng đây là góc Hoàng cho nên là à biết. Đến góc Hải Phòng. À, đậm đậm đi ăn nó ngon à. Đi ăn là xúc động lắm luôn á. Lần gặp đầu tiên đó là xúc động quá à. Nghe em nghe bạn đi là gia đình mình phải xúc động lắm. Được rồi. Em lấy cái khăn nhúng khăn ướt em. Lao cho cái lao cho cái mẹ có nước mắt. Mới bảo là gia đình cô đang chuyển vào Mainland đúng không? Chắc tính là chắc cái được năm sau. Nhà này chuyển mốt là 8 năm nữa là chuyển mốt đúng rồi. Đúng rồi, nhà 8 năm nữa là chuyển mốt á. 10 năm nữa gấp đôi đó. Ừ. Đúng rồi. Đúng mà. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Tất nhiên còn nhanh hơn. Rồi có đây còn nhanh hơn nữa, hơn là hoa bà nữa. Ừ, ở đây phát triển quá rồi giờ chỗ này. Rồi dạng như ở đây nó còn thấp á, nó tăng tốc độ năng nó nhanh hơn. Hoa bà năm nay rồi nó còn giảm 0.3. Rồi ai uống mà khui vậy? Đưa dùm cái tiếp. Em nay chục nữ tiền. Này cũng ngon lắm á tiếp. Món là cái gì? Tôi được cực cung kỳ vậy. Gì phải mất. Cung ba. Bên cung ba. Lấy hồ quá. Bác phải nâng lên một cái tầm. Này là bác tờ tempura. Ừ, bác tờ tempura. 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 Đó, cái món này tôi làm từ qua giờ không ai để dám xỉa. Ủa này là anh bảo nè. Bảo là hả? Em ăn xin đi chờ của anh mà. Nãy sáng này tính nói là thôi về nhà nướng heo quay qua. Nướng heo quay qua tới chịu. Chưa mới ăn đồ sống trước. Món này là của Linh làm, xin đi chờ của Linh đó. Ở đây có chè nữa nha. Lần đầu nó dở. Anh Tùng lắm rồi. Em một người anh ăn để đá. Bị dẻo à? Thôi bị dẻo. Thôi bị dẻo. Thôi Linh làm hả? Mặn vào. Nào làm xếp qua cho em nữa nha. Lần sau bỏ đường hơn. Sao nó dẻo rồi em, nó không bị ngon dần. Để bỏ này. Món này bây giờ em mua câu đúng không?
Mua con dương quá. Gơ có mang hoa da heo không? Đâu có da heo đâu. Đâu có da heo không? Da heo mua câu. À, da heo không mua câu. Mà không có bỏ da heo. Dân nhậu lên toàn làm món nhậu hả? Cái này ngon hơn cái kia không? Ừ. Ngon lắm. Cái kia nhiều quá. Cái ngừ nè, cầm ăn cái ngừ nè. Thử miếng chi. Ngon lắm. Chị ăn. Thôi để cho cả nhà ngon miệng. Lạc loài. Để cho cả nhà ngon miệng. Không có thịt cơ kia mà, có tempura rồi ăn thoải mái. Ừ. Cho chị. Chữ miếng. Để cho cả nhà ngon miệng đó rồi. Gặp anh về anh nấu gì, lần đó anh mua rồi nấu gì. Giống gỏi. Làm gỏi nhúng giấm. Làm gỏi được mà. Gỏi ngon mà. Hoặc cái mập đỏ chảo á, mình đảo qua đảo lại á. À, làm dạng như là tái à. Dạ. Ừ. Kiểu ăn thịt nó ngọt lắm. Nó gọi là view quá. View không? Gói với cái này ăn ngon em. Gói miếng này miếng kia bỏ ra ngon. Fish mà nấm. Nhưng mà gói nó bỏ ra ngon. Bỏ vô. Bỏ vô. Ừ. Là hai vợ chồng nhà mình thơm, mình ở Brisbane 3 năm. À. Hồi xưa làm đấy mà, làm đấy 3 năm. Ở đấy 3 năm. Xong Việt Nam kiểu thì khí hậu giống miền Bắc ấy. Như phía Nam khu vực Brisbane thôi, phía trên Queensland nằm á. À. Đi về hướng sông Sài Gòn đi lên Canberra. Bạn sẽ đặng dạng Berwick. Berwick hay bị bão đó. Bão cái lục là dẫn không? Sử dụng ở đó thời gian mà phải không? Đúng rồi, mấy em ở đấy mà. Nhưng mà có ở trên Canberra đâu? Không, không ở trên kênh, nhưng mà thầy bảo liên tục thế này. Em ở trên đầu nhà anh lắm. Em ở xanh rồi. Trước 2 năm ở đấy mà. Đây là chỗ Scott Road đúng không? Vâng. Cùng building. Chắc cổ. 2015 anh vài quanh ở đấy mà. Không phải ông, không phải ông gì chẳng có hạt của hạt. Năm đấy bắt đứng dưới này. Năm đấy là tìm đây rồi. Sáng trưng. Ừ, đây không sao. Ăn đẹp luôn á, thiệt luôn á. Mà đây ăn đẹp mà, đâu đẹp ai đây nhan sắc đây ai cũng 4 rưỡi lên tới 5 đó mà. Trên 100 đúng không? Mình ngồi đây thẳng trên đấy. Không sao. Không thang điểm nam. 4 rưỡi lên tới 5, thang điểm nam nên định nói cho kịp nói nữa. Ừ. Sao? Điểm. Do nó sexy quá nha. Chơi hai xíu hả? Thôi được rồi, đi vô chơi đi. Yeah. Em mấy đứa ra bãi cỏ chơi nè. Cá kìa, lắm cá kìa. Lên sông cá. Đi ra câu con cá. Đi cho mấy con cá đó. Cho con cá ngoài ngoài đó còn không? Đây. Lên xem có mấy con cá. Thì có cá. Còn không? Còn cá không? Cái tô cá. Cái tô cá. Chứ nó trốn thế nào ấy. Em tắt, tắt lên. Nó có để được không? Cá nhà nuôi không thấy không để gì hết. Nhà có 1 cá à? Có 4 cá. 4 cá nào? Mua trong bỏ trong cái hàng. Như năm ngoài. Cái nào rồi? Có. Như năm ngoài. Nhà em để mấy chú con mà, để đầy cái ao luôn. Vậy đó hay à. Anh không là để không để nó không để. Nhà này nhiều cây rồi, có con này con kia không? Chưa có con này con kia. Bởi vì giờ nói là lúc ra, nói có duyên lắm rồi đó. Không ấy là ví dụ như là có chú con lớp sầm hay đến. Ồ, cây cấu vậy có cái như là nào chưa. Ở đây không có thì được. Thế nó hay đến mấy cây cấu. Anh thắng đít tôi nhiều quá. Duyên ghê. Duyên. Duyên. Đứng rắn mà nghe. Uống không? Ăn kiểu này cũng được mà. Uống vô. Trong bên kia nó lại cũng hàng xóm. Ngon. Sát nhà luôn hả? Vườn người ta. Thử mà làm nước mắm chua ngọt thì bỏ bún. Cái cây này potion nó không giống được. Cây này cái này rớt lên gai mua sừng mà trèo lên cây này rách ít hàng, hàng sớm ở đây không có vẻ như là, gắn bó ha, ha hàng xóm đây ổn lắm. Ổn không? Cái ông say hello nhau thôi đâu có làm những cái activity gì chung đâu không? À không, làm nhưng mà không phải ăn uống chung á. Tại vì mà anh có anh bạn ở trên bữa ra Amadeo á là trong cái con đường của anh á là Christmas là thay phiên nhau tổ chức nhà này đến nhà kia. Christmas sống lâu ở đây là nhà trọ này. Ba nhà xung quanh này nhà trọ hết. Kiểu mà đến ở xong là ta lại đi không có cái thông báo. Còn ông ở lâu nhất thì ông ấy chuyên gia là đi cắt cỏ ra. Rồi. Thôi đấy. Cứ ngày gõ cửa hỏi mày có cắt cỏ không? Cắt giúp hả? Tao thấy cỏ mày cao lắm nên không chịu cắt thì tao cắt. Ngại đó. Cái gì ở hàng xóm mình. Cái gì hàng xóm mình vậy?
Cái ngõ nhà em kia là nhà ông cắt ấy. Đầu ngõ là ông toàn cắt, còn ông bảo đòi vào trong này cắt nhưng mà bảo thì không thì ông cho thì cắt cắt này. Ông mình sống ở nhà mình cắt cỏ là có vấn đề đó. Không. Ông cắt rồi. Mình cắt rồi cắt là mệt đó. Còn cái gì nhà hàng xóm nhà mình cũng vậy, hàng xóm mẹ ông tạm đẩy xe lăn ngồi. Cao lên đây là ông khó chịu rồi hả? Đúng quá. Đi làm đẹp cho hàng xóm. Mấy ông rảnh đó mà, nhà già. Ừ, bị hư rồi. Có cái nhà tao đùng ở một mình. Ông buồn. Đẹp. Lắc xong. Vô là đã thấy cây này luôn ha. Thầy thì mới đến đây thì anh Sơn anh ấy hồi đến là tháng 2. Tưởng là cây dại. Anh cắt đi mấy gốc nó phải bằng thế này. Ôi. Tưởng cây dại mình thấy có gai mà, tưởng cây dại cắt hết đi. Không, không phải cắt chỗ này, cắt trong kia. Anh cắt đi. Lúc mà phải to cái này, một mà là hai. Kiểu đấy là chưa xin phép vợ, chưa hỏi vợ ấy. Chưa động làm á. Nó chuyển đến mùa lên. Nhà này quản lý cái vườn là chi nó quản lý. Thank you. Bữa trước cả nhà còn được thổi bánh sinh nhật con dâu đó. À, còn đi DeLorean. Cái thanh kiều này, thanh kiều này nó mỏng hả? Đây cả nhà cái bánh thanh kiều này nó mỏng. Anh cứ làm em nó mỏng. Nó mỏng hơn sinh nhật. Hôm nay sốt nó cũng nghỉ. Mà cái này ăn mới nè ha. Ăn gì cái nén à, bữa em đem qua bánh nhà đó. Rồi xong rồi đi cho em lùm la đâu ai. Không đủ đĩa đâu mà cũng chỉ hai đĩa, hai đĩa. Ờ, nén nè. Ăn xong rồi. Em mỏng. Cho đây con. Strawberry con xin cô Hà. Bên đây này cả. Bên đây cái. Cô làm cho con nhá. Wow. Cái quả. Mở cái hộp ra con chưa. Mở ra đấy. Không to nhá. Không to lắm đâu gần nữa. À đó là gần nữa. Yêu thương là yêu thương gì hẹn nhau ở Melbourne thôi. Chỉ biết nói là ăn no quá, vui quá. Trời, người ta đi mà cũng vui. Này, cảm xúc ngay ngược em. Giả bộ khóc rồi đi chứ. Em không thể nói dối lòng mình được. Từ nay là nhà mình lên Queensland là có nhà Tuyến. Mình lên Melbourne là có nhà anh Sơn. Đúng rồi. Vui quá à. Lên Yong Tao nhớ ghé nhà anh đi. Em nghĩ rồi, Tasmania này chắc là cũng phải xuống đi vài lần. Thật. Đi đâu có anh còn, em là vui rồi. Ta còn để nhà người ta đây mà làm nhà, như nhà mình nhá. Ở đây mà. Nhà mình ở đây nhiều lúc không muốn về không về đâu. Cả bố con mà về hai tuần. Xuống đây là biết là có chỗ để ở. Thoải mái thôi. Tự tin đi mà, tự mái là tự tin là sẽ còn quay lại đây nhiều mà. Ờ đúng rồi, đến này nhiều chỗ chơi đó. Mùa đông chưa đi hết, chưa đã. Chưa đi Cradle Mountain vào mùa đông. Ừ đúng rồi, chưa về tuyết ở đấy. Đúng rồi. Chưa, mùa đông chưa đi đã. Chưa anh em mỗi nhà mà có cái hướng phát triển tốt hơn cả gia đình thì mình em mọi người mừng cho mọi người network chúng ta dài ra về, mà có gì mà về khóc với cả buồn. Mình nói về chủ nhà buồn á. Buồn là không còn ngồi ăn nhậu thường xuyên nữa. Ơi cái nhỉ, cái là lại ngồi được với nhau. Giờ ơi cái là hơi tốn tiền vé máy bay đấy. Có tình hình qua đây đổi nhà bác bảo. Swap nha. Thank you.